Lại nữa, thiện hiện, ngã thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh, pháp không nội thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh, pháp không nội thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh. Pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh. Pháp không nội thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh. Pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh. Pháp không nội thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh. Pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh. Pháp không nội thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh. Pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh. Pháp không nội thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh,
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giá la thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh, pháp không nội thanh tịnh tức là bồ đặc giá la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giá la thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giá la thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, tức là bồ đặc giá la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giá la thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh, pháp không nội thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh, pháp không nội thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh, pháp không nội thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh, pháp không nội thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, tức là sự thọ nhận thanh tịnh.
Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh, pháp không nội thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắm nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh, pháp không nội thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, ngã thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, tức là sự dưỡng dục thanh tịnh.
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giá la thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là bồ đặc giả la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giả la thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giả la thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, tức là bồ đặc giả la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giả la thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh,
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện ngã thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh. Thánh đế khổ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh. Thánh đế khổ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh. Thánh đế khổ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh. Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh. Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh. Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giá la thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh. Thánh đế khổ thanh tịnh tức là Bồ đặc giả la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ đặc giả la thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giả la thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là Bồ đặc giả la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ đặc giả la thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh. Thánh đế khổ thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh. Thánh đế khổ thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.
sự tạo tác thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh. Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh. Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh. Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh. Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, ngã thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh.
Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giá la thanh tịnh, tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Bốn tịnh lự thanh tịnh, tức là bồ đặc giá la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giá la thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giá la thanh tịnh, tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, tức là bồ đạc giả la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đạc giả la thanh tịnh ấy, cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh, tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Bốn tịnh lự thanh tịnh, tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh, tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh, tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa thiện hiện, ngã thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh. Tám giải thoát thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh. Tám giải thoát thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh. Tám giải thoát thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh.
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh, tức là tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh, tức là tám giải thoát thanh tịnh. Tám giải thoát thanh tịnh, tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh. Tám giải thoát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đạc già lai thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh. Tám giải thoát thanh tịnh tức là bồ đạc già la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đạc già la thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đạc già la thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh tức là bồ đạc già la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đạc già la thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh. Tám giải thoát thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh. Tám giải thoát thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh. Tám giải thoát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh. Tám giải thoát thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh.
Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với 8 thắng xứ, 9 tịnh thứ đệ, 10 biến xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là 8 giải thoát thanh tịnh. 8 giải thoát thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với 8 giải thoát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là 8 thắng xứ, 9 tịnh thứ đệ, 10 biến xứ thanh tịnh. 8 thắng xứ, 9 tịnh thứ đệ, 10 biến xứ thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với 8 thắng xứ, 9 tịnh thứ đệ, 10 biến xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là 8 giải thoát thanh tịnh. 8 giải thoát thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với 8 giải thoát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ thanh tịnh. 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hết quyển thứ 187.